Ông nội ơi, cháu về thăm ông đấy. À, Linh về rồi à? À. Ông ơi, ông ăn vịt quay mà ông thích đi không? Thôi, con cầm về đi, em không ăn đâu. Mẹ cháu biết được là chết. Không được đâu. Ông cứ cầm lấy đi ông. Dạ ông ơi, con còn cái này nữa này. Không cần đâu, không cần đâu. Con đem về đi. Ông cầm đi ông. Ông ơi, con còn cho ông ít tiền nữa này không? Thôi, ông không cần đâu, con đem về đi. Mẹ con biết đừng là chết á. Thôi không được đâu. Dạ, ông cầm lấy đi ông. Thôi, con không lấy. Con về luôn đây ông. Chào ông nha.